Sinh thời, Bác Hồ kính yêu đã từng nói, non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cùng già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp rực rỡ. Trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, lịch sử dân tộc Việt Nam luôn có hình bóng của những người phụ nữ. Khi là anh hùng, giặc đến nhà đàn bà cũng đánh. Khi là người mẹ tần tảo đảm đang, lúc là người vợ thủy chung cùng chồng nuôi quân đánh giặc. Hăng hái đi theo tiếng gọi của Đảng tham gia kháng chiến giành độc lập thống nhất đất nước. Có thể nói, phụ nữ có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giữ gìn, phát huy những giá trị truyền thống, nguồn cội dân tộc. Những năm qua, trong sự chuyển mình, hội nhập và phát triển, cán bộ hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Sông Lô luôn tích cực cùng cả hệ thống chính trị của huyện, thực hiện nhiệm vụ của địa phương, đi đầu trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa. Nòng cốt là phong trào văn hóa văn nghệ, trong đó đặc biệt có phong trào dân vũ. Phong trào dân vũ của hội phụ nữ có sức lan tỏa sâu rộng trên địa bàn huyện Sông Lô, đã trở thành món ăn tinh thần, một nhu cầu thiết thực của chị em trong việc rèn luyện sức khỏe, nâng cao vẻ đẹp bản thân, tạo sự hứng khởi, vui vẻ, lạc quan, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho phụ nữ và nhân dân. Hưởng ứng cuộc thi dân vũ với chủ đề Bước nhảy khỏe, đẹp do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 với chủ đề Đoàn kết sáng tạo, hội nhập và phát triển. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Sông Lô xin gửi tới quý vị bài dân vũ trên nền ca khúc In Là ơi, dân ca Thái và bài tự chọn Cô gái Paco, sáng tác Huy Thục, biên đạo Ngân Hà, biểu diễn câu lạc bộ dân vũ khỏe đẹp huyện Sông Lô. Với mong muốn được giao lưu, học hỏi, chia sẻ và lan tỏa niềm đam mê yêu thích môn nhảy dân vũ đến toàn thể hội viên phụ nữ huyện Sông Lô, lan tỏa sự tích cực, lạc quan, yêu đời, yêu người, trân quý giá trị bản thân, xây dựng phẩm chất phụ nữ tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang.
gái ba cô. Con gái ba cô.